chơi cầm tú. Tình huống bắn ba của Lê Ngọc Tú và có 3 điểm dành cho Siliwi. Tỷ số được cân bằng 5 đều. Đó là pha cướp bóng của Huỳnh Hải, tình huống để mất bóng của Crawford và sẽ là 2 điểm đơn giản dành cho Siliwi. Ấn tượng nhất bên phía Hồ Chí Minh Siliwi ở trong hiệp đấu tiên cách đây 2 ngày. Đó là một cú ném 3 điểm của Vincent Nguyễn. Như vậy điểm số được cân bằng là 10 đều. Quả ném 3 chính xác đầu tiên của Vincent Nguyễn trong hiệp đấu đầu tiên này. Hồ Tuấn Trung còn 1 giây thôi. Nỗ lực ném rổ shot clock không thành công nhưng Lê Ngọc Tú đã cướp được bóng trong second chance và có 2 điểm dành cho các đội City Wing. Cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, cách biệt đang là 3 điểm và có 2 điểm dành cho Kỳ Quang. Nhiều bóng. Thêm một lần nữa thì Thịnh Hưng lại có pha xử lý không thành công và đó là 2 điểm của Tuấn Kobe. Bây giờ thì đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 19-18. Phát. Đó là tình huống ném bóng giữa bảng chính xác của Tuấn Vinh. 2 điểm đầu tiên của Tuấn Vinh và cách biệt giữa hai đội là còn 2 điểm. Của ngoài bên phía Thăng Long Warrior, Ngọc Tú. Đó là một cầu đáp trả vô cùng chất lượng đến từ phía Sang Nguyễn. Tình huống cướp bóng thành công của Huỳnh Hải và có 2 điểm dành cho số 7 của City Wing. Cũng để mất bóng của Rahim Watt nhưng sau đó thì đường truyền của Crawford là hơi khó dành cho đồng đội của mình. Đã có sự chênh nhịp trong tình huống phối hợp của Vincent và Rahim nhưng cuối cùng thì ngoại binh của City Wings cũng đã có điểm sau một khoảng thời gian rất dài im ắng. Thái Nam và vì 2 điểm của Trương Thái Nam, không có Robert Crawford, không có Reward thì những pha tấn công vào khu vực 3 giây của đội chủ nhà là rất khó khăn. Nhưng vừa rồi là một pha bắn ba cực kỳ cảm giác của Vincent Nguyễn. Vincent chỉ mới thực hiện 2 quả ném 3 nhưng cả 2 đều chính xác, đạt hiệu suất 100%. Đây là Trung Nghĩa, một cú cuối cùng được tung vào sân mình Vincent Wings ngày hôm nay. Quả ném 3 chính xác của Võ Huy Hoàng. Đó là những khoảnh khắc mà các cầu thủ City Wings cần phải thực hiện nhiều hơn nữa. Và Hùng đã có điểm số thứ 4 trong trận đấu ngày hôm nay. Huy Hoàng, đó là một câu trả lời cũng vô cùng chất lượng của Lê Ngọc Tú. Tính luôn cả 2 điểm vừa rồi của Robert Crawford, Lê Ngọc Tú. Đó là 2 điểm của Lê Ngọc Tú, Huy Hoàng. Được truyền dành cho Ray Watt và sẽ là một bóng rổ của Ray Watt. Được truyền ra của Huy Hoàng dành cho Huỳnh Hải và cú ném cực kỳ trung bình chính xác của Huỳnh Hải. Và điểm liên tiếp của các cầu thủ hai bên. Lê Ngọc Tú đối mặt với Justin Young. Rất hay, đúng Edward. Điều quan trọng là vừa rồi Lê Ngọc Tú đã có một pha xử lý cực kỳ ngẫu hứng và cảm giác là rất cao. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất hay của Tú. Kỳ Quang truyền tập tức dành cho Huỳnh Hải và trả bóng cho Ryan Watt, một trong những bài tấn công hay của Carlos Ruiz, không hiểu sao đến giờ mới xuất hiện. Đây là Vi Xuân Nguyễn, Huỳnh Hải, Vi Xuân. Tình huống thả bóng vào rổ chính xác của Vi Xuân. Thành phát, những cầu thủ dự bị của Stewie Smith cũng đã được tung vào sân trở lại. Đó là cú ném 3 chính xác của Vi Xuân. Tình huống xử lý rất cố gắng của Kỳ Quang.